Kính thưa quý vị đồng hương, tôi là bác sĩ Dương Phùng Hồng, bác sĩ gia đình và bác sĩ đa khoa, xưa nay làm việc ở Laguna Hill, bây giờ trở về Fountain Valley và Westminster để phục vụ cộng đồng Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu phòng mạch mới của bác sĩ Dương Phụng Hồng trong khu bệnh viện Fountain Valley góc đường Warner và Euclid, chuyên y khoa gia đình. Bác sĩ Hồng tốt nghiệp tại Boston University School of Medicine, nhận làm bác sĩ gia đình, chuyên khám bệnh người lớn, cao niên và bệnh phụ nữ, có trị dị ứng, chích ngừa, tiểu phẫu như mổ mụn lở và khâu vết thương. Phòng mạch khang trang sạch sẽ, bác sĩ và nhân viên rất vui vẻ, ân cần và tận tâm với bệnh nhân, nhận tất cả loại bảo hiểm. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi bác sĩ Hồng Dương 714-467-9923, 467-9923.